Đây là cảnh nóng đi ha, bởi vì là ở trong trailer thì chắc là đấy là cảnh gọi là nóng nhất rồi. Dạ, thì chia sẻ với tất cả các khán giả thì đây là cảnh mà Dương và anh Cody quay thật, không có dùng bất kỳ gọi là kỹ xảo hay là dùng gọi là gì nhở, góc quay hay là động tác giả, mà tất cả cái này đều là quay thật. Thì trong quá trình diễn ra thì nó khá là nuột nà, bởi vì hình như là bọn mình cũng có cái vibe chung nên là đại loại là bọn em làm rất là trơn tru, một fan luôn. Xin được mời ca sĩ Emma Nhất Khang sẽ lên sân khấu để chụp hình. Và cũng xin được giới thiệu nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay. Lý do mà để khiến Đỗ Hoàng Dương hay là anh Cody đồng ý tham gia dự án Đam Mỹ lần này, bởi vì là hai anh em cũng biết được một điều là ở thị trường Việt Nam thì Đam Mỹ không có được phát triển. Và đến bây giờ có một dự án mà thật sự là đầu tư và được mọi người quan tâm. Tổng báo giới thiệu web drama Em Là Chàng Trai Của Anh sẽ bắt đầu. Xin được mời các khách mời, các anh chị trong báo chí, chúng ta sẽ dần dần di chuyển vào rạp số 5 để tham gia vào phòng họp báo chính trong rạp. Xin được nhắc lại là buổi họp báo sẽ được diễn ra trong khoảng 5 phút nữa tại rạp số 5. Thì được, xin được mời các anh chị nhà sẽ nói sao, chị biết là chúng ta sẽ dần dần khi mà nghe được vậy thì có biết cảm thấy rất là biết ơn, cảm thấy rất là vui khi mà được sự tin tưởng, được một sự yêu mến từ chị Phương. Thì có đi mong là mình sau cái bộ phim này mình sẽ không làm cho chị Phương cũng như là khán giả thất vọng. Thật ra thì bộ phim này thì cũng Dương và anh Cody cũng đã quay được xong một thời gian rồi, và hiện tại thì hai anh em vẫn rất là tốt, nhờ mối quan hệ tốt đúng không, vẫn sang nhà nhau ăn cơm bình thường, em vẫn nấu cơm, vẫn là người nấu cơm. Thật ra đóng phim xong anh em còn thân hơn nữa chứ ngại gì, còn thân hơn ạ. Vậy thì những cái phản ứng của người thân này, bạn bè, để khi mà biết được hai bạn tham gia cái dự án phim này? Bởi vì đây là một sự hy sinh cho công việc nên là gia đình hay là những người thân của em hay là của anh Cody đều rất là ủng hộ, mà thậm chí lại có một cái chắc là mọi người sẽ nghĩ là gia đình hay là người thân sẽ rất là kiểu có một cái rất là bất ngờ không ạ, hay là có một cái phản ứng gì đó rất là dữ dội, không hề. Gia đình và người thân của bọn em rất là ủng hộ và rất là gọi là gì nhở, mong là bọn em sẽ thành công. Để bắt đầu chương trình họp báo chính thức. Tin hay không thì em nghĩ là mọi người xem hết 6 tập phim của Em Là Nhà Trai Của Anh thì mọi người sẽ có kết quả. Không nên là nói về quan điểm cá nhân, chủ quan một chút, không nói về dự án này. Là không ạ, tại vì là nếu mà bọn em chia sẻ cá nhân thì bọn em vẫn phải trên tinh thần em xin lỗi. Chia sẻ trên tinh thần cá nhân, nhưng mà trên phương diện là bọn em vẫn phải quảng bá cho phim chứ ạ. Thì mọi người hãy cùng xem và cùng biết kết quả của bọn em nha. Bao nhiêu cộng mà em nghĩ là bao nhiêu cộng thì nó sẽ là một cái gì đó khá là tương đối, bởi vì là mỗi người sẽ có một cái cộng khác nhau. Tại vì có những người cho rằng cái trailer của bọn em là 18 cộng, nhưng mà có những người thì cho rằng đó chỉ là 12, 13 cộng thôi. Nên là em nghĩ rằng là bao nhiêu cộng thì sẽ là do khán giả đánh giá cho 6 tập phim của bọn em. Có thể cũng là một ý hay đó chứ, đúng không? Tại vì là tình yêu thì đâu có lỗi gì đâu mà, đúng không? Đó là do bạn sao ta? Đó là do bạn mê trai. Mê trai quá, dại trai quá thì sẽ là lỗi thôi. Vậy thì sau cái dự án này thì có một gian nào hoặc là phần 2 hoặc là những cái dự án khác không? Để hứa hẹn sẽ làm một sự hợp tác tiếp theo của hai bạn em? Phần 2 hay không thì em nghĩ là do sự thành công của phim và do sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho phim thì mới có thể biết được là có phần 2 hay không. Đó, còn trên plan của bọn em thì là cứ phải xong phần 1 trước đã. Và sắp tới thì mời các diễn viên. Có trong dự án này có hai bài hát. Là do cô đi lời của em Dương chia sẻ luôn. Là nhạc phim thì mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi. Đối với riêng cô đi vừa rồi chị ấy không chia sẻ là mình đã trai thẳng để mình đóng cái. Các anh chị không biết là chỗ này ơi, xin được nhờ các anh chị lùi lại một chút xíu và nhường sân khấu lại để cho ekip diễn viên để có thể chụp hình tập thể. Vì còn thể diễn viên chưa được chụp hình với nhau ạ. Xin được mời các diễn viên đang có mặt trong buổi họp báo hôm nay. Xin được mời Bá Vinh, xin được mời Vũ Thật. Yêu chị nói đang hỏi về là những người yêu thích khán giả xung quanh hả? Cũng như Đỗ Anh Vương sẽ trở lại sân khấu để chụp hình tập thể ekip. Mà thấy mình đóng một bộ phim như thế này, mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà đối với mình thì phim tức là phim mà ngoài đời là ngoài đời, nên nó là hai khía cạnh khác nhau. Nhưng mà mình khi mà người ta yêu quý mình á,
thì mình có như nào mà thật sự yêu quý mình. Dạ thấy không? Mọi người ơi, đây là một dự án phim mà tâm huyết của hai anh em và cũng như là ekip, và hy vọng là mọi người sẽ yêu quý và sẽ ủng hộ cho chúng mình nha. Của phim Em Là Chàng Trai Của Anh. Đó. Ok, cảm ơn mọi người. Dương buôn nhau. Buôn nhau, buôn nhau. Toàn ạ. Trong phim cũng buôn nhau luôn. À, đón nhận được nhiều sự mong đợi từ khán giả và hy vọng là bên sản xuất. Nha, rồi 2, 3. Rồi, cái đó nè. Ok, 2, 3. Rồi, ok. Không rộng, anh này là không rộng. Không, có, đủ hết, yên tâm. Cảm ơn. Mọi người lên báo không ạ? Anh thất vọng với em. Ủa, em nói sao chị đâu? Gì hả? Đập tay. Mặt chị vẫn công mà. Chị sao vậy? Để xóa một bên, xóa cả hai. Vẫn còn. Đừng nói vậy, chết anh. Bộ phim này là một bộ phim rất hay nhé. Đẹp rồi, chụp xong rồi mà, xong rồi. Nãy giờ rồi. Phim hay lắm. Hợp lý không? Đây. Hay là giả trai. Giả. Này, tao giả trai gì? Giống Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Giả trai xong phát hiện ra là gái. Cũng được. Ờ, được. Hợp lý. Có kịch bản luôn rồi. Được. Ok. Định nhà đầu tư rồi. Trường nam sinh. Lấy bối cảnh là... Hansara left the chat nha mọi người. Hansara... Hơi trên chân một xíu, xin lỗi thằng này. Quá buồn. Ok chị, vô rồi nè. Ok nha, rồi 2, 3. Rồi ok, cái nữa nè, 2, 3. Quý vị và các bạn thân mến, okay. Chỉ còn ít phút nữa thì buổi ra mắt web drama Em Là Chàng Trai Của Anh do D-Group Media sản xuất và phát hành sẽ chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay mọi người đã dành thời gian để mình đến đây chung vui với hai em. À, chào rồi. Chào rồi, bây giờ cho cô đi nói cái đi. Thì anh hỏi cảm xúc của mình trở về sang chưa? Thì cảm xúc của em hôm nay thì rất là vui và cũng rất là hồi hộp. Và cũng không biết là mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi mà xem tập 1 của bộ phim ngày hôm nay. Nhưng mà rất mong là mọi người sẽ giữ được tinh thần vui vẻ này nhá. Bởi vì là hôm nay bọn em sẽ nấu cơm hơi bị nhiều đấy. Đấy, mọi người là có chuẩn bị tinh thần và ăn cơm nha. Thế còn câu đi thì... Thì cái Duy cũng nói hết rồi. Em chỉ muốn là chúc cho mọi người sẽ ăn cơm ngon miệng à. Mọi người. Từ từ. Không có gì phải vội ngã. Một tràng pháo tay nữa dành cho Hoàng Dương cùng với cô Lì được không ạ? Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã về đây để cùng cho. Bao giờ được thực hiện cái dự án nào tương tự như thế tại Việt Nam cả. Chính vì điều đó mà D-Group Media đã quyết tâm là sẽ làm cái dự án này và đầu tư ở mức độ cao nhất, chỉnh chu nhất để mà có thể dành tặng cho tất cả mọi người một cái sản phẩm rất là đáng để được trong đời. Và riêng về giải pháp drama này thì chúng ta sẽ có là 6 tập sẽ được chiếu hàng tuần. Quan tâm của những anh chị em nghệ sĩ mà dưới hồi nãy chúng ta có thấy cái đoạn rồi áo chưa thấy cởi, em đang chờ cởi áo, đang chờ cởi áo. Yeah. Em chờ trên đây đúng không? Em rồi. Rất mong chờ. Một thực ra đó là mọi người đang rất là mong đợi, là bởi vì sao? Là bởi vì ở hai cái đoạn mà chuẩn bị như là vòng 10 giây. Môi chạm môi nữa. Ôi đừng, không phải làm, bắt buộc phải làm. Môi ghi này, môi ghi này. Cái vụ chạm môi là nó là tự nhiên em à. Bây giờ nha, chúng ta cùng đếm nha. Chuẩn bị. Làm thật nha. Không dính tạo đâu nha. Không dính tạo. Không dính tạo. Không dính tay. Không dính tay. Lỡ rồi. Làm cái ăn luôn như đóng phim vậy, hiểu không? Nhập vai là nhập vai nào. Chết rồi, thành công hả? Sự rụt rè nó cũng tự nhiên nữa. Cái chạm môi nó mà ngại nhờ. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1. Bắt đầu. Mũi đâu ạ? Quay quay thì mũi mà theo đi ạ. Càng 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 càng. Ủa ai kêu hết giờ lại ai kêu hết giờ ạ? Ai kêu hết giờ chưa ai đếm hết mà. Làm lại chữ lại đúng không? Chưa đếm mà. Làm lại, bây giờ đếm công bằng, đếm rõ ràng.
chuẩn bị. Rồi lại nè, 3, 2, 1, vô. Tình cảm mà nào. Một cách ăn luôn nè. Một cách ăn luôn nè. Một. Làm gì đâu. Nó nhỏ rồi à. Chuẩn bị nha. Ôm eo vào. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ôm nhau, 9, 9 rưỡi, 9 chim. Hoàng Nghĩa không biết làm gì hết đúng không? Ai cũng đang rất là hoang mang, không biết hai bạn vừa làm gì. Nhưng mà nó là một cái cử chỉ mà bạn đã thấy tình cảm với nhau. Chúng tôi sẽ xem như là như vậy. Một đầu tay dành cho cô đi với lại Hoàng Dương được không ạ? Cảm ơn hai bạn đã tham gia thử thách lần này ạ. Thôi, không làm khó hai bạn nữa, mời hai bạn về chỗ.